Cô mời các em, hôm nay chúng ta sẽ học tiết 14, ôn tập để chuẩn bị thi học kỳ 1. Nội dung của chúng ta sẽ có hai phần, một là ôn hát, núi vòng tay lớn và lý kéo chài, và hai là tập đọc nhạc cánh én tuổi thơ. Cô mời các em cùng luyện thanh qua mẫu câu. Chúng ta cùng nghe qua bài hát Nối vòng tay lớn. Núi giang tay nối lại biên xa, ta đi vòng tay lớn mãi để nối dân hà. Mặt đất bao la, anh em ta về gặp nhau mừng như bao cát quay cuồng trời rộng. Bàn tay ta nắm nối tròn một vòng Việt Nam. Cờ nối gió đêm vui mơ ngày, dòng máu non con tim đồng loại, xin tình người trong ngày mai. Thành phố nối tuôn xa vơi vơi. Sông gấm nối liền một vòng từ xưa, cờ nối gió đem vui mừng ngày, dòng máu nối con tim đồng loạt, dừng tình người trong ngày mai, thành phố nối vùng xa vơi vơi, người trên đôi linh cứu vào đời và nụ cười nở trên môi. Chúng ta cùng hát trên nền nhạc không lời bài Nối vòng tay lớn. Cô mời các em cùng nghe qua bài hát mẫu Lý kéo chài. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mời các em cùng hát trên nền nhạc không lời bài Lý Kéo Chài. Chúng ta cùng bước qua ôn phần tập đọc nhạc. Số 3 là bài Lá Xanh. Cô mời các em nghe bài hát mẫu. Cô mời các em cùng ôn lại bài tập đọc nhạc số 4, Cánh Én Tuổi Thơ. Tiết ôn tập của chúng ta tới đây kết thúc. Các em về ôn hai bài hát, hai bài tập đọc nhạc. Chuẩn bị kiểm tra học kỳ 1. Chúc các em ôn tập và thi tốt.